nhỉ, nó nhóc phải đi rò luôn. Em rúc vào trong cái hốc này cũng được. Ôi con voi con yêu. Thần kinh mất ông đóng hết bịt. Mẹ thằng bốn này. Ôi dưng nào đến cho rõ. Anh có trách nhiệm. Lấy chiến thắng không anh em. Lấy chê. Anh cân sao rồi bài, sao rồi anh ơi? Cân đôi không anh? Thấy ông Du Thiên này chơi thân với lại MG Quốc Anh phết. Trời, Tân cũng biết. Ô, mình lên đời không phải là chốt chốt vạch đâu. Bài thằng kia mắc binh sao mà lên đời muộn đấy, thằng bố này. Cháu biết được thì mẹ nó. Em nhìn bây giờ nó còn đang ăn khỏe kìa nhà. Em bốn, em chậm 4 dân mà em kích đời 29 dân rồi. Và em còn kích rồi. Tám à? Ờ, tám thằng, đúng thằng anh ghét đấy. Nhưng nó lên sớm lắm. Thằng đấy lúc đéo nó lên sớm nhở? Ảo thật. Giờ không ra đầy đủ luôn. Em này thì chết. Em 30 dân đấy. Thằng hit này thì chết với cả mình rồi. Khỏe nguyên. Sao nhỉ? Chắc thằng nào đít ra rồi anh ạ. Đấy, đúng thằng Linh Anh muội luôn. Chắc thằng đấy nó đánh với anh. Nó lộ hack nên là bị đít. 2T 1, à 2L 1T này thì thằng kia. Trận này nhà em giàu ấy chứ, chẳng qua nếu mà không có, à không